Xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe 4 bánh này, cả mẫu xe 4 bánh ngồi lái ở trên xe nhé. Hệ thống lái không giảm xóc nhưng mà có cân bằng 4 bánh luôn này. Con này có chiều rộng là 1 mét, chiều dài là 2 mét. Có thể quay ghế lái đằng trước, ghế lái đằng sau đều được nhé. Đấy, bánh thì bánh hơi 300-8, xe này có thể tải trọng 5-7 tạ và có số xăng tay bằng tay đấy nhá. Khóa phanh này đầy đủ chức năng, con này là lái thuận nhá. Đấy, đây cơ cấu lái, đây cơ cấu lái này, kết cấu khung gầm là đòn bẩy chống bập bênh này. Đấy, thanh răng này, khung gầm này, đây chống bồng bênh này, hộp số giảm tốc này, có 2 cấp số nhanh và chậm nhé. Đấy, cầu liền rất là khỏe mạnh. Cơ cấu chống giằng này, xe thì như hình ảnh này, khách hàng đặt thì trong vòng, nếu có hàng sẵn thì lấy được luôn trong vòng 5-7 ngày, còn nếu không có hàng sẵn thì sẽ phải chờ trong vòng khoảng 25-30 ngày nhé. Hầu như các mẫu xe thì bên em đều có sẵn hết. Đấy, xe này là xe lái thuận rất là dễ thôi. Đây cơ cấu ắc quy đây. Đấy, mọi chi tiết có thể liên hệ 0983818955 nhé. Con này sàn cao 50 cm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chờ tí. Cái đấy tí ấy, tí phải quay cần ra. Bởi vì nó đang lắp vận chuyển cho gọn cho nên là nó